Hello anh em, chào anh em trở lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay là ngày thứ 6 của game rồi anh em ơi. Thì hiện giờ đang đua top lực chiến khá là gắt ga luôn anh em ơi. À, mình cảm thấy như là ông nào mà VIP càng thấp thì lực chiến nó nhảy càng cao hay sao anh em ơi. Đây anh em, cho anh em xem nè. Đây, ông VIP 17 á thì lại lực chiến cao hơn VIP 20. VIP 20 lực chiến cao hơn VIP 23. Cái gì? VIP 23 rồi á. Trời ơi, ông xinh này. Hay da, rồi còn mấy bạn ở dưới này á, thì không biết là có lên nổi rồi nữa hay không. Thì cái này hên xui anh em nha. À, thì tầm còn có một ngày 10 tiếng nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc cái đợt đua top đợt này rồi. Thì chúng ta sẽ nhận được thêm phần thưởng đó là Hashirama. À, rất là ngon luôn anh em nha. Con này nói chung là mình ráng cố gắng mình lấy được anh em ơi. À, không biết là trong top 3 thôi, không có cần phải top 1, top 2 đâu. À, nhưng mà được thì top 1 luôn cũng được. Nhưng mà khó nha anh em nha. Ông này bắt đầu mình thấy là bơm lúa rồi nè. Thiên KR nè, à, rất là ghê luôn. Ngày hôm nay thì nói chung là đạp được anh em, đạp xuống được. Nhưng mà người ta đạp mình đạp người ta, nhưng mà người ta đạp mình xuống cũng được anh em ha. Rồi, đặc biệt ngày hôm nay chúng ta có con ninja hẹn giờ mới anh em ơi. Đó là Senju Tobirama. À, cụ nhị anh em nha. Rồi, thì ngày hôm nay mình sẽ xả Rio để mà lấy cụ nhị này và review test thử cho anh em xem coi là sức mạnh như thế nào ha. Làm một phát X1 đi anh em. X1, cái này là Rui anh em nha. Rồi, cách thức lấy giống y chang như là thằng sặc vậy đó anh em. Y chang như là thằng sặc Susanoo vậy đấy. Con này hệ thủy anh em nha. Nó là một tướng hệ thủy luôn. Và cũng như là cũng sẽ có đua top để mà chúng ta lấy thêm mạnh của Hashirama nè. Nhưng mà đợt này thì mình nghĩ anh em vừa lấy vừa đủ con Hashirama thôi. Tầm 100k kim cương. À, lấy về anh em lấy cái mảnh vạn năng SS đó, anh em build lên. À, còn ông nào mà muốn lấy thêm mảnh này nữa thì cái này tùy anh em nha. Hay da, ô oh. Giới hạn điểm 130, cái này nó cũng có cho thêm nữa nè anh em, nó cũng có cho thêm mảnh nữa nè, nhưng mà hạng càng cao mảnh càng nhiều ha. Hạng 1/4, ô 1/4 thì giống nhau nè anh em, được thêm một con 4 sao và được thêm 240 mảnh nữa. Hay da. Rồi, ngày hôm nay là ngày thứ hết ngày 5 anh em ha, hôm nay ngày thứ 6 rồi. Thì tầm có chừng ngày mai đi anh em, ngày mai chúng ta ra một clip vào buổi trưa nữa. Rồi sau đó thì tối được thì mình sẽ livestream trong cái quá trình là đua top anh em nha. Bởi vì top này hình như là nó sẽ đến, để mình coi coi. Nè, nó ghi trong này nè anh em. Phần thưởng tương ứng sẽ được phát theo chiến của người chơi vào lúc 21h30, 7 ngày server đó anh em. Thì hình như là 7 ngày, hình như là tới tối ngày mai, 21h30 ngày mai thì nó mới đóng anh em nha. Nên là để coi coi sao, để anh em ơi được thì mình lên livestream. Có gì chiều ngày mai thông báo cho anh em nha. Rồi, nhận quà ngày 6 anh em ha. Cái này là đăng nhập tới tận 28 ngày lận anh em, ngày nào cũng có quà cả, rất là ngon. Nhận quà đi, sau đó ta xả Rio sau anh em ơi. Hay già, nó ra tướng mới kiểu này rồi. Nói chung là lấy về để tạm thôi chứ từ từ bấy build anh em ơi. Bởi vì sao anh em? Bởi vì đang theo cái đám tướng trong cái đội hình của mình á. Bây giờ mà thay đội hình nó rớt lực chiến anh em ơi, nên là không có thay được. Thay thì nếu mà thay thì thay cái con sặc thôi. Thay Itachi thôi. Giảm giá hẹn giờ, cái này gì đây? À, cái này là đá thiên phú hả? 400 lấy anh em, trời ơi, rẻ rề. Còn gì nữa không ta? Mèo chiêu tài thì cái này thì đợi khi nào nó reset. Ở đây coi nó có reset rồi không, đẩy luôn nè. Chưa reset, chưa có reset mèo chiêu tài nha. Rồi, rút luôn đi anh em ha, ninja hẹn giờ. Hiện giờ Rio của mình đang rơi vào khoảng là 562.000 ha. Bây giờ mình sẽ rút match binh luôn đi nè. Quên, vô coi skill cuồng nhị cái đã anh em. Cuồng nhị này nói chung cũng mạnh á. Quay đơn giản đâu anh em nha. Đồ quên, vô đồ giảm để cho dễ xem anh em. Đây, đồ giảm đây. Cuồng nhị là tướng 2S nha. Rồi, kỹ năng đây. Rồi, kỹ năng đầu tiên của cụ nhị đó là khua múa nắm đấm của mình ra cho kẻ địch, một kẻ địch là hả ta, sát thương nhẫn thuật nè, và loại bỏ hai hiệu ứng debuff ngẫu nhiên, hiệu ứng khống chế của đồng đội. À, debuff á là cái này là cái dạ, xóa trạng thái xấu anh em nha, và hiệu ứng khống chế của một ninja trong đồng đội nè. Tổng loại bỏ là hai hiệu ứng, ưu tiên hiệu ứng đang khống chế. À, con này giải hiệu ứng hả ta. Rồi, đây là skill nổ anh em ơi, phi lôi. Chảm phi lôi thần. Tobirama sẽ thi triển phi lôi thần gây ra cho mục tiêu xét thương nhẫn thuật ha. 180 cộng cho 120, 192 tạo ra khe nứt thời gian cho bản thân nè. Khe nứt thời gian sẽ giúp bản thân là triệt tiêu 25% xét thương cuối. À, xét thương cuối là cái xét thương dạng như là xét thương độc đốt đó anh em. Ở trong hai lượt, sau khi kết thúc khe nứt thời gian sẽ hồi phục ngay cho bản thân là lượng HP bằng 20%. Ngon nhờ, hồi HP anh em ơi. Rồi, cái tiếp theo nữa đó là thủy long dảo bôi.
triệu hồi một con rồng nước tới bêm kẻ toàn thể kẻ địch anh em nha, gây sát thương nhẫn thuật nè, rồi giảm 10% tốc và cũng như là thêm 8% dễ tổn thương thuộc tính nước. À, cái này là chơi team nước hả ta? 11 sao mở khóa thêm hiệu ứng đơn vị cắn xé. Rồi ok, coi kỹ năng thứ tư anh em nha. Trong chiến đấu tăng bản thân là kháng bạo 60%, tăng bản thân là 10% tỷ lệ miễn dịch toàn bộ khống chế các đơn vị xung quanh nhận được một nửa. À, cái này là có búp cho toàn team đó anh em. Lúc bắt đầu hiệp nè, loại bỏ 2 hiệu ứng 6 và 2 hiệu ứng khống chế. Cha, con này ngon nhờ. Toàn loại bỏ hiệu ứng khống chế rồi cái thứ không à. Trước mỗi lúc bản thân hành động sẽ có loại bỏ là 2 hiệu ứng khống chế và 2 hiệu ứng đi búp trong đồng đội nè. Đội hình trong đội hình ta. Lúc bỏ đó thì thành công sẽ kỹ năng bị động có thể phục. À, khi mà bỏ thành công thì nó sẽ hồi HP anh em nha. Rồi, kỹ năng này là miễn sát thương. Trời, con này nói chung cũng được anh em. Ok, vô xả thôi anh em ơi. Đó, đọc sơ bộ về cái skill của cụ nhị. Nói chung là nó hỗ trợ team, giảm những cái hiệu ứng khống chế anh em nha. Bây giờ quay thì chủ yếu là chúng ta lấy cái móc ở dưới thôi chứ. Khuyên tay thủ hộ. Ui, hệ thổ nè. Cái này mới múc cho Hashirama được anh em. Hashirama hệ thổ đó, cho Hashirama được. Quay trong này thì chúng ta sẽ được trang sức khá là nhiều anh em nha. Không có được mảnh tướng đâu. Mảnh tướng thì chủ yếu là anh em sử dụng để đâu rồi, để coi coi. Mảnh tướng thì anh em lấy ở dưới này nè. Lấy dưới mấy cái hộp nè anh em. Ủa, đủ chưa ta? Đấy, được thêm một cái dây chuyền mà thủ hộ nữa nè. Không được mảnh tướng nữa. Ồ, được thêm cái phi lôi hả? Phi lôi thần cổ nè. Đấy, cố gắng nhảy lên cái móc 5.000 anh em ha. Lấy được thêm 30 mảnh cù nhì nữa nè. Chà, thốn quá ta. Ngày hôm nay xả Rio thốn quá ta. Nãy là 500 mấy anh em. Tiếp. Ok, cái này hình như là mình nhớ là khi mà chúng ta xả thì chúng ta sẽ bị dư ra 20 mảnh thì phải đó. Dây chuyền hệ lôi. Yeah, cái này là cho thằng sạc Susanoo được nè anh em. 2.000 mấy điểm rồi. Ây da. Này mình nghĩ là ông này có điều kiện thì đua top thôi, bởi vì cái con tướng hàng giờ này nó chỉ xảy nó chỉ xuất hiện chỉ có 2 ngày thôi mà ông ơi. Được, mà thêm mấy cái mặt nạ nữa nè. Đủ chưa? 3.600 anh em ơi. Chưa nha, quay tiếp nha. Cho em thêm trang sức đi, đúng rồi. Ê, thêm cái dây chuyền hệ lôi đó kìa anh em. Lại cho thằng sạc nữa. Bây giờ team mình thiếu là hệ thủy với lại hệ thổ thôi, là full là gần đầy đủ team rồi. Chưa nữa hả ta? Ôi ôi á. 100.000 rồi đó anh em, 100.000 Rio rồi đó. Tí hồi nữa quay bên Tsunade với lại Jiraiya thêm chút nữa anh em ha. Hệ thủy nè anh em, vòng tay hệ thủy nè. 5.000 luôn rồi. Số điểm của mình đúng ra là 5.110. Ok, lấy full quà đây nè, ra cái nè. Rồi 5 là 8 nè. 8 cộng 5 là 13. 13 cộng 7 là 20. 30 nè. 40 mảnh nè. 55 mảnh nè. 55 rồi anh em ơi. 65, 70 mảnh rồi anh em, 70 mảnh rồi. Mình ẩn thêm cái này nữa là dư ra luôn anh em. Nè, sở hữu 100 nè. Đó là 80 chúng ta có thể chiêu mộ được Tobirama rồi. Vô coi game play anh em ha. Chủ yếu là ghép là để mà chúng ta lấy phẩm tướng là game play rồi ha. Chà, nhận bù luôn á. Sáng giờ chưa vô nữa nè, bây giờ mới vô nè. Rồi, ok. Coi thử coi Tobirama chúng ta có Ukila không anh em nha. Con này thì để mình từ từ mới build anh em ơi, bởi vì cái dàn tướng của mình hiện giờ thì nó cũng đã sao, nó cũng đã đầy rồi. Bây giờ nếu mà thay vô thì nó bị mất lực chiến anh em, nên là cứ từ từ ha. Rồi, Tobirama đã có rồi anh em ha. Vô trong phần đồ giám kích được một thuộc tính nữa cho team cũng ngon. Đây. Thủy. Rồi, ok, build Tobirama lên chơi thử coi sao anh em. Đây. Em nó đây. À. Rồi bây giờ muốn lên sao phải tốn 2 copy anh em nha, hơi thốn tí. Con này đột phá thuộc tính luôn cũng được không em, không sao. À, cho em nó lên chút level đi. 62 thì hơi cao quá, chủ yếu là coi cái gameplay anh em. Còn sức mạnh thì chủ yếu mình nghĩ là để búp cho team thôi. Chứ gameplay thì cũng hơi khó. Đó, ngon lành cho anh em, cấp sao này hả. Giờ mảnh vàng năng đang để dụng cho mấy con khác, bây giờ lên thì nó phí quá đúng không.
Tsunade D của mình thì đang mắc lên một con nữa. Quay một con Tsunade D nó đi anh em hả? Đang mắc một con. Quay trong cái phần rút thẻ nè. Là mới 100k rồi đó. Ngày hôm nay rút thêm một ít bên này nữa. Rồi ok. Rút giới hạn anh em nha. Chiến này rút thì chắc chọn Tsunade D đi để lên sao cho em nó luôn. Hy vọng nó sẽ ra sớm. Ôi chà. Được thêm mảnh cũng được. Chizo. Lại là Chizo. Tiếp. Tsunade D lỏ nha anh em. Tsunade D này lỏ nha. Đi ra ra. Hoa hậu. Ủa? Chưa ra nữa ta? Hai con hoa hậu rồi. Ở đây 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 đây. Chọn một Tsunade D bắt hào. Ok. Đủ 4 copy đó anh em. Lên thêm một sao tiếp theo ha. Sao này là gần mát rồi đó mấy ông. 4 con. 1, 2, 3, 4. Đó, ok nha. À, bên này còn dư 30 mấy mảnh nè. Không xài. Không sao anh em ơi. Lên trước đi ha. Zilea để từ từ. Thốn quá nha. Rồi, 700 ngàn được chiến anh em ơi. Nhưng mà vẫn chưa lên nổi top 1 đâu. Ông kia, ông gắt quá. Ông top 1 gắt quá. Rồi, vô test cụ nhất anh em nha. Ờ, cụ nhị anh em nha. Để thử coi là đi với lại team nó hợp lý hay không. À, chắc vô thám hiểm đi anh em ha. Phó 7 ngày đi. Bên mấy con quỷ trong này mới vui nè. À, chắc càng quét hả? Cái nào mà khiêu chiến ấy. Đây, khiêu chiến đây. À, bỏ bớt Itachi đi nè. Cho cụ nhị vô ha. Bỏ bớt mấy con nào mà... Rồi, ok. Đó, cụ nhị cho đứng hàng đầu luôn đó em. Biết coi cái game play đấy. Sặc nè anh em. Rồi, sao mà muốn win rồi. Cụ nhị. Đó, ơi, ơi. Phân thân ra anh em. Cụ nhị có phân thân kìa. Được nhờ. Cái này phải build lên mấy mạnh anh em nha. Mới đầu thì cụ nhị hơi yếu. Chủ yếu là chúng ta coi game play được các thứ thôi. Cụ nhị này đi theo hơi hướng hỗ trợ anh em nha. Ôi win luôn rồi. Team mình nó mạnh quá. Đây khiêu chiến đây. Bỏ bớt mấy con mạnh mạnh ra đi anh em ơi. Rồi ok. Coi cái nộ của cụ nhị thôi cũng khó nữa thiệt tình. Rồi lại nha. Itachi này ngon ghê anh em ơi. Mới vô trận nó bật cái Susanoo lên cho team luôn kìa. Cái hiệu ứng Susanoo này nó giảm sát thương được các thứ cho team rất là ngon anh em ha. Rồi coi cụ nhị nộ thử ra sao anh em nha. Trời ơi lại nữa rồi thiệt tình. Sorry anh em, để mình kiếm, để mình bỏ một cụ nhị vô thôi. Cho chắc cú đi. Mấy con này nó yếu lắm. Rồi lại nha, pha này chắc chắn nổ được nè. Đây, coi kỹ năng luôn anh em ơi. Ôi, nó hồi HP kìa, trời ơi châu. Oh my god, cứ mỗi lần bị dính sát thương nữa nó hồi HP anh em. Đây nổ nè. Wow, đẹp nhờ. Đầu game thôi anh em nha, đầu game thì nó sẽ có một cái búp ở trên người á. Thì nó khi mà bị bam á thì nó sẽ bị nó sẽ hồi HP lên anh em. Chà châu quá. Con này là tăng cơ chính hiệu luôn á mấy ông ơi. Nè hồi nè hồi nè hồi nè thấy chưa. Cái này là mình chưa build lên đó nha. Build lên là nó châu lắm. Build lên là nó châu thôi rồi luôn á. Chính cặp lặn rồi. Không nổ được luôn rồi. Trời ơi na đâu mà nhiều dữ vậy. Thua rồi. Đó, anh em thấy chưa? Ngon nha, con này là Okela luôn ấy. Mình bỏ thêm Itachi vô đi. Để cho nó li map cho nó dễ. Được anh em hả? Theo mình cảm giác cụ nhị là một con tăng cơ cực kỳ ngon anh em nha. Đây, hồi nè. Đó, đó. Bị bem là hồi liền anh em. Đổ nè. Đổ một lần đam AOE nha. Con này để từ từ build sau anh em. Trước mắt thì cứ Ủa?
Itachi nổ hông si nhê gì đám yêu quái này luôn ta. Hình như là nó kháng đam rồi em ơi, nó kháng đam rồi. À ok, cho anh em mới có build level với lại đột phá một xíu thôi mà nó đã trâu cỡ đó rồi. Này nếu mà Odin vô mạnh mẽ năng được cái thứ anh em thì chắc là mình nghĩ nó khá là trâu đấy. Con này thì lấy về một cái copy để đó đi ha. Rồi sau khi mà mình đua top xong thì mình quay lại mình build cái team meta anh em nha. Đó là hợp lý nhất. Rồi ok, cái này để từ đi anh em. Quá ngon, quá ngon. Rồi cái sự kiện ninja hàng giờ này thì nó sẽ kéo dài còn có mới mở ngày hôm nay anh em ha. Nên là nó chỉ còn có một tiếng mấy nữa thôi. Nó sẽ kết thúc rồi. Đó, nên là anh em tranh thủ anh em quay để mà lấy cụ nhị ha. Với cái giá là hơn 100k Rio, tầm cỡ chừng 100k Rio một tí. Đó thì anh em có thể lấy một copy về. Rồi sau đó anh em lấy cái mảnh miệng năng á, anh em build nó lên. Đó là chúng ta chơi thôi. Hay da, ngày hôm nay quất thằng sặc này lên mát sao thì chắc 5 copy này hơi chua anh em nhờ. 4 copy là 320. Thôi đó, để ngày mai mình đẩy nhanh, đẩy ra sau anh em ơi. Đây coi top được chiến coi. 720, đây 700 ngàn. Ông sinh này thì chắc chưa bung ra anh em ơi. Ông sinh này còn nhiều tài nguyên lắm. 640 à. Mà VIP cao nhất nữa chứ. Ông này hôm nay bơm lên VIP 17 rồi, quá ghê anh em ơi. Rồi còn cái đấu trường thì hiện giờ mình cũng đã lấy được cái top 1 rồi. Nhưng mà để ngày hôm qua đến giờ thì chắc bị rớt. Hay dạ, à ông Ken này ông lên được top 1 rồi hả ta. Đội hình này đội hình DBK anh em nha. Chúng ta sẽ gồm có Gai anh em. Con Gai này cực kỳ mạnh. Itachi nó này mạnh lắm. Hay dạ. Đúng rồi, thêm con Itachi S, Gai S, Kakashi. Sợ nhất là mỗi con Gai thôi, để bên em thử cho anh em xem nè. Vô. Cụ nhị để từ từ anh em nha. Để đua top xong rồi chúng ta quay lại chúng ta build nếu mà em nó ok la. Rồi, tóc cao nhất luôn anh em nha, tóc cao hơn. Đúng rồi. Một vả. Ngày qua anh em bú cốt chưa anh em? Ngày qua mình có sao cho anh em cái cốt chung rồi đấy. Để coi ngày hôm nay có cốt gì nữa hay không, anh em lên xe cho anh em luôn. À, đợt này đang có điểm danh fan cứng đó anh em có thể vào lấy quà fan cứng ha. Hôm qua nó mới giục một cái cốt mới lên nhưng mà mình chưa ăn anh em, để tí mình ăn thử rồi được không? Cốt tiếp sức. Hôm qua là hai cái cốt, một cái cốt đầu bị lỗi anh em, nó hơi bị lỗi một tí. Ây da, đau. Quần Kakashi này đam cũng được á chú nhỏ. Ai sẽ là người win đây? 800 ngàn đam, team địch đã gần gãy hết rồi, đúng rồi. Đam Itachi này cũng to ghê chứ bộ anh em. Win, rồi, team mình gãy có một đứa à. Đấy lại top 1 anh em ơi. Cái team thủ của mình cũng mạnh như vậy mà tại sao lại bị rớt hạng liên tục ta? Đội hình phòng thủ nè. Itachi, đúng rồi, đội hình phòng thủ nè anh em, tự động sử dụng và đội hình chính luôn nè. Rồi bú lại cái cốt này thử có được hay không anh em nha. Hình như là cốt này hôm qua mình nhập rồi sao? À chưa nhập hả? Ngon. Cốt này hôm nào chưa nhập thì nhập anh em nha. 20.000 kim nguyên bảo nè. Trời ơi, 20.000 Rio anh em. Thêm 10 cái tinh thạch tăng sao nữa. Cốt này hôm qua giới thiệu cho anh em mình chưa có bú nữa anh em ơi. Share cho anh em những cái cốt đầu tiên. Cốt đầu tiên thì không có Rio, nó bị lỗi anh em. Và cốt thứ hai thì có ha. Rồi vô xả tiếp một ít tài nguyên ở trong cái phần rút thẻ anh em ha. Rút thẻ phụ kiện đi, đang có 187 cái phụ kiện nè, 187 cái chìa khóa, vô xả luôn. Rồi. Đã lên trạng sức quá trời đất, khuyên tai trách ra hệ thủy hả? Hệ thủy thì chưa có con nào, mấy mốt cho cụ nhị được anh em. Cụ nhị hệ thủy cho cụ nhị được. Mặt nạ loại mờ, tóc, kỹ năng thuộc tính thổ và thủy. À, mấy cái mặt nạ để dành lại anh em nha. Trong mấy cái shop á anh em, chưa giới thiệu cho anh em mấy cái tính năng shop nữa. Trong mấy cái shop cũng có quà cũng ngon lắm. Ô hệ thổ luôn. Wow, ngày hôm nay bị lệch hệ nhiều thế nha. Rồi vô quay mấy con quỷ linh thú nữa anh em. Biết là ngày hôm nay còn được bao nhiêu cái. Đây linh thú đây, 78 cái. Quay kiếm thêm mảnh mấy con linh thú ha. Ừ được thêm một cái mảnh xịn rồi. Nhất vợ nhị vĩ.
quay hết cái đống này luôn em nha. Này thì mỗi ngày nó cho chúng ta quay chỉ có là bị giới hạn, anh em VIP càng cao giới hạn càng nhiều thôi. Thường thì anh em sẽ bị giới hạn tầm cái chừng 90 hay 100 lần gì đó. Gamma Bunta đó, ok. Đây anh em tính năng shop nè, thì ở trong này có rất là nhiều cái để chúng ta mua luôn ha. Cái này là cái tuyển chọn cơ bản. Thì anh em có thể lấy thêm mấy cái đá rồi các thứ bên này đó anh em, đá đột phá đồ nữa nè, để anh em đỡ tốn thể lực ha. Rồi shop gui. Đây anh em shop gui đây chúng ta có thể mua được thêm các cái vật phẩm như là mảnh tướng ở trong này. Mình thấy cái này ngon nè anh em, 500 hả? Này được nè. Đó thì anh em có thể bấm làm mới được anh em nha, làm mới cái shop lên được. Chư cát, cái này là dùng để tăng thêm xu đồng. À, mảnh đồ cái tứ anh em nha, nhưng mà mảnh SS thì hình như là chưa thấy, có mảnh S thôi. Rồi, mảnh bên này nữa nè anh em. Nè, mảnh tướng nữa nè. Rồi, shop thông linh thú cái này mới ngon nè anh em. Shop thông linh thú cái này mới ngon nè, ai da. Cái này là mảnh thông linh. Đó, anh em có thể bỏ ra cái điểm thông linh thú á, thì anh em có thể bỏ ra anh em lấy cái mảnh thêm của tụi nó anh em nha. Rồi, shop trang sức cái này mới xịn nè anh em. Đây, khuyên tai đồ các thứ bên hệ anh em nào có đang cần á thì có thể vào trong này lấy ha. Hệ thủy nè. Rồi mấy cái mặt nạ nè. Rồi cái này là bông này cùi anh em ơi, đừng có mua cái này. Lấy cái này nè. Cái này là giống y chang như là mảnh vẹn năng để chúng ta up lên vậy đó anh em, 600 lần hả? Đẩy cục đi. Cái điểm này thì chúng ta phải rút thẻ phụ kiện thì nó mới có thêm điểm anh em nha. Vô trong này mua 600, 400. Trang bị lam, trang bị tím. À ok rồi, vô nâng một ít cái trang sức cho tụi nó đi anh em ơi. Nãy mình thấy bên trách ra hệ lôi thì nó sẽ có đây thức tỉnh đây. Ủa? Đây đây, chỉ có bên này thôi, hai cái luôn đem, hai cái bị trùng luôn hả? Thức tỉnh một. Thêm cái nữa đi. À ok, cho thức tỉnh 3. Ủa, mới có thức tỉnh 3 thôi ta. Tsunade. Na này là bên hệ phong anh em nha, chưa có thức tỉnh luôn. Con nào mà có cái mũi tên đi lên á thì chúng ta sẽ có thức tỉnh ha. Hết rồi ta. Nãy thấy nhiều lắm anh em nhờ, nhưng mà nó tàn mấy hệ khác không à. Level 66 chúng ta sẽ mở thêm một cái tính năng ứng ký nữa anh em nha, ứng ký nữa nè. Nâng cấp đập level 41 à. Nâng cấp cho cái gậy như ý này của mình đi. 34, ok, này cũng lên lượt chiến cũng ghê lắm anh em nha. Này để tối mình tối ưu sau nè. Chung là cũng ngày hôm nay như vậy là tạm ổn rồi đấy. Rồi vô build cái dạng linh thú này cho anh em xem ha. Sổ tay vô lấy đây chút quà anh em, ở trong này nó cho quà cũng ok lắm. Này anh em có thể nâng cấp lên nha. Làm sao mở, à tăng thêm bậc đi. Chắc là mở được cả cái bên phải luôn đấy. Đội âm bư nữa kìa. Bên này thì anh em nhớ đọc mấy cái chỉ số này ha. Mì nè, nhận thể lực ngoài nữa nè anh em. Nâng cái này lên. Đó, hầu như mấy cái búp ở dưới này cái nào cũng ngon cả anh em ơi. Rồi, linh thú đây. Lên. Đó, hồi nãy mới xả mấy cái linh thú anh em thì nó nhảy lực chiến lên ghê lắm. Đây, tăng bậc được một con linh thú nữa nè. Hiện giờ nó mới mở được có nhất vĩ, dị vĩ thôi. Sau thì mình nghĩ nó mở thêm mấy con vĩ khác nữa anh em nha. Ok, lên được thêm một bậc nữa nè. Con này con Manda. Trời ơi, nó ngốn cái sách kìa. Thốn thế. Level 5, level 6, lên được thêm một bậc nữa, con Gamamutan luôn. Hồ hết sách luôn, 500. Rồi còn có 200 rồi. À, anh em thấy không, nhảy, ui 20.000 được chiến luôn nè anh em. Mấy con quỷ linh thú nó nhảy được chiến ghê lắm. Lên tới 1 lại chưa, đây anh em tới 1 lại luôn rồi nè. Đó, ngày hôm nay là chưa bung level với lại các thứ tướng đồ các thứ luôn anh em nha. Rồi sơ bộ clip ngày hôm nay như vậy đi em ha, cũng đã test skill cũng như là review sơ bộ về cụ nhị rồi. Thì ngày mai chúng ta sẽ lên một clip nữa và như là được thì tối ngày mai nếu mà kịp thời gian ha thì sẽ có livestream để mà đu top cho anh em xem. Đó, anh em nhớ theo dõi kênh nha. Rồi các em ơi, đó là video ngày hôm nay, thấy hay thì hãy cho một like dõi kênh này có rất nhiều nha.